Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 10 lực Phật, Phật dạy, như vậy là vì đạt được tất cả pháp khó khuất phục. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 4 điều không sợ, Phật dạy, như vậy là vì đạt được trí đạo tướng không thối lui. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 4 sự hiểu biết thông suốt, Phật dạy, như vậy là vì đạt được trí nhất thiết tướng không ngăn ngại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa đại từ, Phật dạy, như vậy là vì làm an lạc tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa đại bi, Phật dạy, như vậy là vì làm lợi ích tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa đại hỷ, Phật dạy, như vậy là vì chẳng bỏ tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa đại xả, Phật dạy, như vậy là vì tâm bình đẳng đối với các hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa 18 pháp Phật bất cộng, Phật dạy, như vậy là vì siêu vượt tất cả pháp thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa pháp không quên mất, Phật dạy, như vậy là vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tánh luôn luôn xả, Phật dạy, như vậy là vì pháp luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tất cả pháp môn Đà La Ni, Phật dạy, như vậy là vì các pháp tổng trì chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, Phật dạy, như vậy là vì các pháp đẳng trì chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa trí nhất thiết, Phật dạy, như vậy là vì pháp trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa trí đạo tướng, Phật dạy, như vậy là vì pháp trí đạo tướng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa trí nhất thiết tướng, Phật dạy, như vậy là vì pháp trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tất cả hạnh đại Bồ Tát, Phật dạy, như vậy là vì pháp tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, Phật dạy, như vậy là vì pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa Như Lai, Phật dạy, như vậy là vì có khả năng nói như thật tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa tự nhiên, Phật dạy, như vậy là vì đối với tất cả pháp được tự tại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chánh đẳng giác, Phật dạy, như vậy là vì đối với tất cả pháp có khả năng giác ngộ chân chánh bình đẳng tất cả tướng,